Hôm nay tôi sẽ quyết định trở thành một siêu hacker. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Tôi sẽ nghỉ việc, tôi đã quá chán ngán với công việc này rồi. Suốt ngày chỉ có làm một công việc, chả có gì hấp dẫn cả. Cho nên là tôi sẽ quyết định thay đổi, đi tìm con người thật của tôi. A few moments later. Con người thật của tôi đâu đây nhỉ? What the hell man? Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi ước mơ của tôi, đó chính là trở thành một siêu hacker. Nhưng mà giờ tôi chả biết làm một cái thứ gì cả. Tôi còn chả biết về kỹ thuật hack hay là cái gì cả. Có vẻ là tôi sẽ đi qua ông chủ bán súng hỏi thử. Có thể là ông ấy sẽ biết một chút về hack. Đây, tới nơi rồi, đậu xe cái. Chào ông chủ, ông chủ quán có biết gì về hack không? Mày bị ngu à, bố mày bán súng chứ đâu phải hacker đâu. Thôi ba ông chủ nha. Khoan đã, tao biết một người giữ một cái USB mà có thể giúp mày trở thành một siêu hacker luôn mày. A little longer than a few minutes later. Hình như là cái tiệm này đây. Theo như ông chủ bán súng nói thì cái trong cái tiệm tạp hóa này có một người đang giữ một cái USB mà có thể làm cho tôi trở thành một siêu hacker. Để tôi vô thử coi. Đây tôi sẽ đậu xe trước cái đó. Let's go. Come on, không biết có chuyện gì không đây. Tôi sẽ giả vờ mua đồ. Hình như là đúng vậy rồi mọi người ạ. Chính là cái ông này đây. Ông này đang giữ một cái USB mà có thể làm cho tôi trở thành một siêu hacker luôn ấy. Tôi sẽ đến hỏi ổng thử. Ông có thể đưa cho tôi cái USB đó được không? Mày là thằng nào mắc mới vậy, tao phải đưa cho mày? Thế là ông không đưa cho tôi à? Tao không đưa đấy. Mày làm được gì tao? Đấy, có phải vậy nhanh hơn không? Nói nhiều chi không biết nữa. Giờ tôi đã có thứ tôi cần rồi anh em à. Tôi phải đi nhanh thôi, không là cảnh sát tới mọi thứ sẽ bị lộ ra mất. Về nhà thôi nào, let's go. Thôi đậu xanh. Sau khi có được USB, tôi đã nghiên cứu nó từ sáng đến tối, ngày qua ngày, bất chấp tất cả. 3 weeks later. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của tôi thì rốt cuộc tôi cũng đã trở thành một hacker, có thể gọi là một siêu hacker luôn ấy. Tôi đã biến cái điện thoại của mình thành một con quái vật. Tôi có thể hack được vô mọi thứ chỉ với cái điện thoại này. Tôi có thể hack vô hệ thống nhà tôi luôn ấy. Tôi sẽ cho anh em thấy là cái sự gọi là quái vật của cái điện thoại coi. Thấy bóng đèn không? Đây. Ôi. What the hell man? Đấy, nói chung là tôi cũng đã hack cho anh em thấy rồi đấy. Được thật sự luôn ấy. Và tôi cũng đã mua thêm một cái gọi là cái mặt nạ này. Ngầu thật sự, và một cái nón nữa. Ra dáng một hacker chuyên nghiệp thật sự. Và tôi có thể hack vô chiếc xe của mình. Tôi có thể hack nhiều loại lắm. Nói chung là remote control này, chip alarm unlock, lock đồ các thứ. Ngầu thật sự luôn ấy. Tôi sẽ điều khiển chiếc xe của mình ra, chứ tôi không cần gọi là lái nữa. Đây, tôi sẽ điều khiển đấy. Được có đâu. Cày thế nha. Mà nó đấy, nói chung là tôi có thể điều khiển xe của người khác luôn ấy. Đây giống như này đây đấy, tôi sẽ điều khiển xe của thằng này. Wow man, let's go. Ngầu thật sự luôn ấy. Ở mấy con thỏ này. Oh my god. Oh my god. Cái này tôi không biết gì đâu nha. Tôi cũng phải xuống phố một chút xíu rồi đã, chứ hát vòng vòng nhà tôi thì không ổn tí nào cả. Mày tưởng tao không làm gì được mày à? Này thì chửi tao à, mày chơi. Ôi, nó gọi luôn, gọi luôn kìa. Đừng gọi cảnh sát. Ui sao tôi không hack được cái điện thoại nó nha. Cày mày lắm rồi đấy nhá. Đây, cảnh sát sẽ không đi xuống được. Đấy, tôi sẽ chặn mấy cánh cửa này. Nói chung là cái hệ thống đường phố ở thành phố này hả, hack vô cái một luôn ấy. Tôi thật sự, anh em có thấy gì không? Ui, tôi giữ thật sự luôn ấy. Tôi có thể hack vô điện thoại của người ta luôn ấy. Này coi nữa này, tôi có thể hack vô đường ống luôn ấy. Hey. Wow man, let's go. Yo. Ngầu thật sự. Hệ thống giao thông hả? Ôi ôi trời 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 trời. Yo 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 bro. Yo. Oh my god. Yo. Woo. What the f. Có vẻ là tôi không nên nó lại rồi. Đậu xanh. Không ngờ cái sức mạnh hack của tôi nó mạnh đến như vậy luôn ấy. Oh my god man. Đây, tôi có thể hack cho chiếc xe này nó tự tăng tốc luôn ấy. Đấy, giống thằng này nè, nó mới chửi tôi xong này. Đấy. Oh my god man. Yo, mốt đừng có chửi tao nữa nha. Có vẻ là ở ngoài đây nó không có gì vui à. Tôi sẽ thử xuống biển coi ra sao nhỉ. Thường thường mà anh em sẽ đến một cái địa điểm nào đó, sẽ không thấy cái gọi là một cái cách xa bao nhiêu cây số ấy. Đây, tôi đã phát triển cái điện thoại của tôi lên mà có thể là xem được bao nhiêu cây số sẽ tới luôn ấy. Mà trên map có mà ta. Không biết tôi có thể hack được mô tô không nhỉ. Ui ui, nó tự tăng tốc luôn kìa, nó tự tăng tốc luôn. Nó chạy nhanh thế. Nó nhanh thật sự rồi đó. Wow, holy moly man. Ôi con nó chạy kìa. Ôi tôi không đuổi kịp luôn ấy. Nó bên kia kìa. Ôi nó xe nó vẫn chạy luôn ấy. Tự nhiên nó không ngừng chạy được hay sao ấy. Đây tôi đã tới biển rồi đây. Quả là một ngày tuyệt vời. Ôi ơi tôi ấn lộn. Yo. That's my car man. Come on. Yo man.
No. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Giờ tôi phải lấy một chiếc xe mới rồi, nhưng mà tôi sẽ không kiểu ăn cắp gọi là lộ liễu quá đâu. Tại tôi là một hacker cơ mà. Hey. 911, state your emergency, please. Tôi thắc mắc là nếu mà máy bay thì sao nha? Tôi có thể điều khiển được máy bay từ xa hay không? Tôi sẽ tới sân bay thôi coi. Không biết tôi có hack được hay không? Như là không hack được thì phải. Nói chung là không có dấu hiệu gì tôi có thể hack được chiếc máy bay này được cả. Không điều khiển được luôn. Vô lý thế nhờ. A few minutes later. Sẵn tiện đây thì gần đây có cái ngân hàng to đùng đây này. Tôi sẽ hack cho anh em xem. Ôi ôi ôi. Đây, tôi sẽ sử dụng kỹ năng của tôi cho mọi người xem. Đấy, chỉ cần ấn một phát thôi là tiền nó sẽ tự bung ra. Tôi đang bị truy nã mọi người ạ, 4 sao luôn ấy. Có vẻ là cảnh sát đã biết tôi làm chuyện gì rồi. Tại cái thành phố này nó náo loạn quá mà. Giờ tôi phải chạy trốn đây. Ui, tôi lẹ thế. Ui, come on man, come on. No. Yo. Oh my god. Giờ tôi phải chạy thoát đây nhưng mà tôi không biết chạy đâu cả. Tôi sẽ đốt cháy cái động cơ của những chiếc xe này để không thể dí được tôi ấy. God man, tôi phải bắn trả rồi. Mày xạo, chạy đi. Oh my god, come on. Yo. Ui, bắn ghê thế. Thôi. Come on man, come on. Ui, mẹ ơi. Nó khắp mọi nơi luôn ấy. Ui, tôi có thể hát máy bay được không nha? Máy bay nó khó chịu thật sự. Làm sao tôi có thể hát được? Nó khá là xa với tôi luôn ấy. Ui, yes. Tôi hát được máy bay. Let's go. Look at that man. Này thì bố láo với tao. Đi luôn đi. Yo, ngầu thật sự. Chạy nhanh lên, tung thằng cảnh sát trên cho tao. Đúng rồi. Oh no. Không đúng chứ lắm nha. Đúng chết. Yes, thêm một chiếc máy bay nữa. Tôi đã hát được thêm một chiếc máy bay nữa, let's go. God, man, come on. Chúng ta có thể thoát được mà. Đâu sao, thôi. Later that same evening. Rốt cuộc thì tôi cũng đã thoát được rồi. Khá là khó khăn luôn ấy, xe tôi này. Trời ơi. Ôi. Chăm hỏi luôn, tao ở đây tao nghĩ thôi, mày cũng tung tao được. Rồi xong. Ui, chiến tàu tới. Mày chán sống rồi con ạ. Không biết tôi có thể. Oh my god. Holy moly, man. Tôi có thác được nguyên một chuyến tàu luôn ấy. Yo. Holy moly man. Cần tôi ấn một cái thôi, một chuyến tàu đã dừng lại luôn ấy. Tôi ngầu thật sự luôn ấy. Tôi sẽ đi ngược lại thôi coi. Ôi, tôi có thác nó đi ngược lại luôn này. Đi reo thôi coi. Ui sao đi nhanh thế. Ui. No. Stop. Yo. Đi nhanh thế. Nói chung là tôi cũng đã biết được tôi có khả năng kinh khủng đến cỡ nào. Tôi có thể hack được mọi thứ trên thế giới. Tôi nghe nói là khu quân sự có cái độ bảo mật cực kỳ cao luôn ấy. Liệu tôi có hack được hay không? Nhưng mà trước tiên tôi phải cần một cái xe bọc thép. Một cái xe gì đó mà có thể tôi có đi vô mà không bị bắn bởi mấy chiếc xe tăng ấy. Tôi nghĩ chiếc này là đủ rồi đấy. Này thì xe quân đội này. Ủa sao mấy chiếc xe tăng đâu hết rồi. Xe tăng. Liệu tôi có hack được xe tăng hay không? Ôi. Như tôi hát được ở đây mà. Nhìn nó kìa. Holy moly man. Còn, ui. Yo. Ngầu thật sự luôn ấy. Bắn tao này. Này thì bắn tao. Ôi giời. Oh my god man. Mày tới đây. Né đi. Không cho. Mày lừa bố mày. Ôi ôi. Tôi hát mấy chiếc xe tăng như là kiểu như là nó chạy nhanh hơn nhiều luôn ấy. Ôi coi nó chạy kìa. Oh my god. Yo. Cái hệ thống của tôi là không có gì phá giải được cả. Một khi đã hắt vô rồi chỉ có chạy mãi về đấy. Mày. Yo. Nói chung là cái hệ thống trong cái khu quân sự này cũng không là gì đối với tôi cả. Người ta cứ nói là cực kỳ gọi là bảo mật luôn ấy. Mà tôi hắt vô cái một ấy. Ngay cả chiếc xe tăng của tôi vẫn còn hắt được cơ mà. Come on. Let's go man. Oh my god. Oh. Cái hệ thống phòng thủ này tôi không thể hack vô được kỳ thế nha. Và đấy là sức mạnh của một siêu hacker. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.